Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người, lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng. Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội. Sự gọn gàng là một đức hạnh, sự cân đối thường là một yếu tố của cái đẹp. Ta sống bằng thứ ta thu được, nhưng ta tạo ra cuộc đời bằng thứ ta cho đi. Thành công bao gồm việc đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt huyết. Những người dân khỏe mạnh là tài sản lớn nhất của bất cứ quốc gia nào. Cái giá của sự vĩ đại là trách nhiệm. Người suy nghĩ tích cực thấy được thứ vô hình, cảm nhận được thứ không thể sờ nắm và đạt được điều bất khả thi. Mọi điều lớn lao đều đơn giản, và nhiều điều có thể được thể hiện chỉ bằng một danh từ tự do, công lý, danh dự, bổn phận, khoan dung, hy vọng. Đây không phải là thời gian để thanh nhàn và thoải mái. Đây là thời gian để dấn thân và chịu đựng. Sống có nghĩa lý gì nếu không phải để đấu tranh vì những lý do cao thượng và khiến thế giới rối ren này trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho những người sẽ sống trong đó sau khi chúng ta ra đi? Bạn sẽ không bao giờ đi được đến hết đường nếu bạn dừng chân để ném đá vào mọi con chó sủa. Đừng đầu hàng, đừng đầu hàng, đừng bao giờ trong bất cứ việc gì, quan trọng hay nhỏ bé, lớn lao hay tủng mủng, đừng đầu hàng trừ khi vì bị thuyết phục bởi lẽ phải và danh dự. Lời nói dối đi nửa vòng trái đất trước khi sự thật kịp mặc quần. Bạn có kẻ thù ư? Tốt. Điều đó có nghĩa là bạn đã đứng lên vì thứ gì đó, vào lúc nào đó trong đời. Để thực sự hạnh phúc và an toàn, người ta phải có ít nhất 2 hoặc 3 sở thích, và tất cả chúng đều phải chân thực. Khẩu vị của tôi đơn giản lắm, tôi dễ dàng thỏa mãn với thứ tốt nhất. Không gì khiến một người trở nên xác đáng hơn là thư viện. Người ta phải chính trực trước khi hào phóng. Nếu ta bắt đầu cuộc tranh cãi giữa quá khứ và hiện tại, ta sẽ phát hiện mình đã đánh mất tương lai. Tất cả lịch sử thế giới được tóm gọn trong sự thực rằng khi quốc gia hùng mạnh, họ không phải lúc nào cũng công chính, và khi muốn công chính, họ thường không còn hùng mạnh. Hãy học lịch sử, hãy học lịch sử. Trong lịch sử có tất cả những bí mật của tài trị quốc. Diều bay cao nhờ chống lại gió, chứ không phải với gió.
đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ nhượng bộ trong bất cứ chuyện gì, dù vĩ đại hay nhỏ bé, lớn lao hay tầm thường. Đừng bao giờ nhượng bộ, trừ khi bị thuyết phục bởi đức hạnh và lẽ phải. Đừng bao giờ thỏa hiệp trước thế lực. Đừng bao giờ khuất phục trước sức mạnh tưởng chừng áp đảo của kẻ địch. Bài học lớn nhất trong đời là biết rằng thậm chí ngay cả kẻ ngu xuẩn đôi khi cũng đúng. Tôi luôn luôn sẵn sàng học hỏi, dù không phải lúc nào tôi cũng thích bị dạy dỗ. Bạn sẽ phạm phải đủ loại sai lầm, nhưng chừng nào bạn còn rộng lượng và chân thực và dữ dội, bạn không thể làm thế giới tổn thương, thậm chí dù là làm nó phiền não. Nỗ lực không ngừng chứ không phải sức mạnh hay trí tuệ là chìa khóa để mở ra tiềm năng. Hãy cho chúng tôi công cụ và chúng tôi sẽ làm xong việc. Về tôi là người lạc quan, là bất cứ cái gì khác đều không có vẻ hữu ích mấy. Người ta luôn đo tình bạn bằng việc nó xuất hiện trong thời tiết xấu như thế nào. Lòng can đảm là thứ cần để đứng dậy và lên tiếng. Lòng can đảm cũng là thứ cần để ngồi xuống và lắng nghe. Thành tựu rực rỡ nhất của tôi là khả năng thuyết phục vợ tôi gả cho tôi. Làm chủ được khó khăn là chiến thắng được cơ hội. Không có truyền thống, nghệ thuật là bầy cừu không có người chăn. Không có đổi mới, đó là con cừu chết. Từ sự phức tạp tột cùng, sự đơn giản tột cùng xuất hiện. Làm hết sức là chưa đủ, đôi khi chúng ta phải làm điều gì cần thiết. Tiến bộ là thay đổi, vậy nên để hoàn hảo nghĩa là phải thay đổi thường xuyên. Nếu bạn đang đi qua địa ngục, hãy bước tiếp đi. Chúng tôi có nhiều nỗi lo lắng, và nỗi này dập tắt nỗi kia. Nếu ta thắng, sẽ không ai quan tâm. Nếu ta thua, sẽ chẳng còn ai quan tâm. Thời gian và tiền bạc là những khái niệm có thể thay đổi cho nhau. Chúng ta phải cẩn thận với sự đổi mới không cần thiết, đặc biệt khi có logic dẫn đường. Bạn chẳng bao giờ có thể đoán được liệu vận rủi có cuối cùng lại hóa ra là vận may hay không. Trong chiến tranh, bạn chỉ có thể bị giết một lần, nhưng trong chính trị, rất nhiều lần. Tôi chắc chắn một điều này, rằng bạn chỉ phải chịu đựng để chinh phục. Bạn chỉ phải bền bỉ để cứu bản thân và cứu tất cả những ai dựa vào mình. Bạn chỉ phải tiếp tục đi,
và ở cuối đường, dù đường dài hay ngắn, chiến thắng và vinh dự đang chờ bạn. Tài giao thiệp là khả năng bảo người khác xuống địa ngục theo cách mà họ trông chờ được lên đường. Thói xấu cố hữu của chủ nghĩa tư bản là sự phân chia không đều điều sung sướng. Thói xấu cố hữu của chủ nghĩa xã hội là sự phân chia đều nỗi bất hạnh. Mỗi ngày bạn đều có thể tiến bộ, mỗi bước đều có thể có thu hoạch. Nhưng phía trước bạn là con đường mãi kéo dài, mãi dốc lên, mãi mở mang. Bạn biết bạn sẽ không bao giờ đi đến cuối đường. Nhưng điều này không khiến nản lòng, mà chỉ bổ sung thêm vào niềm vui và vinh quang của cuộc hành trình. Nhiều khi người mạnh mẽ ít lời chỉ im lặng vì anh ta không biết phải nói gì, và được coi là mạnh mẽ bởi vì anh ta im lặng. Lòng can đảm được đánh giá đúng là phẩm chất đầu tiên của con người, bởi nó là phẩm chất cho phép thành lập tất cả phẩm chất khác. Chúng ta không có quyền năng đoán trước được vận mệnh của mình. Tạo ra tin tức thì tốt hơn là đón nhận nó, làm người hành động thì tốt hơn là làm người phê bình. Thái độ là một thứ nhỏ bé tạo ra sự khác biệt lớn. Chúng ta định hình những tòa nhà, sau đó chúng định hình chúng ta. Nếu ta phá hủy thị trường tự do, ta sẽ tạo ra chợ đen. Trách nhiệm là cái giá của sự vĩ đại. Báo thù là sự xa xỉ đắt giá và dễ hao mòn nhất. Hãy nuôi dưỡng hy vọng, nhưng đừng bỏ qua hiện thực. Hướng dẫn đúng của cuộc sống là làm điều đúng đắn. Tôi không bao giờ lo lắng về hành động, chỉ lo về sự thiếu hành động mà thôi. Người chính khách khuất phục trước cơn sốt chiến tranh phải nhận ra rằng một khi tín hiệu truyền đi, anh ta không còn là người làm chủ chính sách mà là nô lệ của những sự kiện không thể đoán trước và không thể khống chế. Khi đại bàng im lặng, vẹt bắt đầu liến thoắng. Những vấn đề của chiến thắng dễ tiếp nhận hơn những vấn đề của bị đánh bại, nhưng chúng không hề ít khó khăn hơn. Thật sai lầm khi cố gắng nhìn trước quá xa. Ta chỉ có thể nắm chuỗi vận mệnh bằng một mắt xích ở một thời điểm. Không phải việc gì cũng đúng đắn bởi vì chúng khó khăn, nhưng nếu chúng đúng đắn, người ta không được buồn bực bởi vì chúng cũng khó. Nói tôi đang nỗ lực hết sức, chẳng có ý nghĩa gì. Bạn phải thành công làm điều đúng đắn. Tôi thích các chuyện xảy ra, và nếu chúng không xảy ra, tôi thích khiến chúng xảy ra.
con người đôi khi vấp phải sự thật, nhưng hầu hết con người chống mình dậy và vội đi mất như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vinh dự nên đi ở nơi mà cái chết và nguy hiểm đi. Có những lúc luật lệ hà khắc còn tốt hơn là không có luật lệ.